Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt City. Trước khi bắt đầu video, rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích mình, hãy để cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Thì ở tập trước mình có xây một cái khu vực cáp treo đây, với một cái viễn vọng để ngắm cảnh thành phố. Thì mình phát hiện là một điều á, nó sẽ phát sinh ra chẳng hạn như là trộm cướp nè, rồi rác thải nè, rồi người chết nè. Thì cái rác thải với lại người chết á thì nó không có xử lý được, tại vì nó không có xe tang với lại xe rác, nó không có đi tới nơi được. Mình chỉ xử lý được cái gọi là cái cảnh sát thôi, tức là mình có thể xây mấy cái trạm cảnh sát máy bay á, nó có thể bay lên đây được. Đó là cái vấn đề mà mình đang đau đầu, mình không biết giải quyết như thế nào đây. Rồi với lại có một bạn comment là đây: anh ơi, tập sau anh có thể xây các tuyến metro chạy trên cao giống Cát Linh Hà Đông không? Tiện xây luôn các khu đô thị lớn giống như Vinhome. Mong anh chấp thuận. Thì cảm ơn bạn đã góp ý cho cái series thành phố Vanilla của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ xây một cái tuyến metro Cát Linh Hà Đông. Cát Linh Hà Đông rồi ha. Nói vậy chứ thật ra mình sẽ xây tuyến metro trên cao. Mình sẽ xây tuyến chạy theo cái đường 4 làng nè, cái đường đôi lớn 4 làng nè. Rồi mình sẽ làm cái bờ kè này cho nó hoàn chỉnh luôn, chạy dọc qua đây luôn. Thì nó sẽ giảm tải được cái lưu lượng giao thông vô đường nhỏ này. Đó. Tiếp theo á là tập hôm nay mình sẽ xây lại cái khu này hoàn chỉnh luôn, xây lại khu này ha. Rồi có nhiêu đó thôi. Còn đây là cái khu mà khu Hàn Quốc của chúng ta đây. Thì các bạn để ý á, cái khu Hàn Quốc này á, mấy cái tòa nhà mà văn phòng á thì nó bị lặp lại hai cái tòa nhà này khá là nhiều. Mình cũng không hiểu tại sao luôn. Chắc có nghĩa là chắc có thể là cái tài sản mà cái của cái bản gốc á nó ít quá cho nên là nó bị lặp lại. Còn đây là cái khu nhà giàu của chúng ta đây. Rồi ok, bắt đầu thôi. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành cái tuyến metro rồi nha. Thì tuyến metro sẽ có chạy dài qua đây để đi qua được cái khu công nghiệp. Rồi một cái tuyến metro từ đây, từ cái cáp treo nè, người dân có thể đi qua đây, vòng lại đây, qua tới đây là mình sẽ tạo một cái tuyến thành một cái vòng tròn. Rồi sau đó là sẽ là một cái tuyến từ khu vực này đi thẳng lên khu vực này. Đấy, cái tuyến này cũng vậy, sẽ tạo một cái vòng tròn từ đây thì sau này á, mấy chỗ này mình sẽ mở thêm ha, hiện tại là chưa mở. Đấy, bây giờ mình sẽ cho thời gian nó chạy đi, rồi mình sẽ tạo cái tuyến. Đâu rồi đây tuyến này, đây qua đây, đi qua đây, được chưa? Rồi xong sẽ vòng về đây. Rồi một tiếng hoàn thành ha, một tiếng đi từ đây. Ủa không cho đi à? Ủa sao không cho đi ra? Được nè, đậu xanh. Được à, ok. Tiến từ đây đi qua đây. Rồi xong rồi vòng lại. Đấy, khá là phê ha, nhưng đó là ok rồi đó. Rồi bây giờ các bạn nhìn nè, đây tiếng xe của chúng ta đây, chi tiết tuyến. Á chà, cái tuyến số 1 này để mình đặt tên cái. Ở đây, qua đây, rồi ok. Tuyến này mình sẽ đặt là Market Xử Nữ Thiên Bình Song Tử Nhân Mã. Market nè, Xử Nữ nè, Thiên Bình nè, Nhân Mã nè, được chưa? Enter. Rồi còn tuyến thứ hai là khu công nghiệp. Khu công nghiệp đi đi Nhân Mã, rồi đi Cự Giải. Chi tiết tuyến khu công nghiệp đi Nhân Mã, đi Cự Giải. Đấy, hai tuyến. Thì á, nó cho mình có 3 cái tàu ray à, nhưng mà mình thích cái tàu ray sức chứa 180 hơn. Tàu ray sức chứa 120 với 240 này mình thấy nó không có đẹp. Cái đó là cá nhân nha, cái cá nhân mình thấy không đẹp. Nhưng mà nếu mà sau này á, ví dụ mà phương tiện á mà nó chịu không nổi á thì mình sẽ nâng lên. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem ha. Cái tuyến hành trình của chúng ta đây bắt đầu ở khu vực Market. Chúng ta đi qua khu vực này, khu vực gì mình cũng quên luôn rồi. Đấy, tuyến metro Cát Linh Hà Đông của bạn đấy. Quả là đẹp luôn. Hai bên là mình trồng hàng cây dừa. Cách ra cách vô một xíu nữa là nó nụm nụp liền à, tại vì cái tuyến này xây rất là thuận tiện luôn. Có nhà cao tầng mọc lên nè. Để xíu nữa mình để cái tòa nhà này thành lịch sử. Wow, các bạn thấy không? Khung cảnh đẹp không? Đó, chúng ta vừa đi qua tới cái trạm của quảng trường Thịnh Vượng. Xíu nữa mình sẽ đổi tên cái trạm này luôn. Dừng lại khá là lâu. Đây, tao đã khởi hành. Chúng ta đi qua quận Nhân Mã. Thì quận Nhân Mã là một cái khu chung cư dành cho những người dân, gọi là mình hạn chế cái sự học của người dân, chứ không phải là cái khu này ít học, mà mình cố tình hạn chế để cho có cái lực lượng, cái tay nghề gọi là khá. Wow, các bạn nhìn kìa, vừa có đường ray, vừa có tàu trên cao, rồi có đường bộ, rồi kiểu nhiều cái loại phương tiện á, nhìn nó đã. Đó, các bạn nhìn tàu điện, tàu hỏa nè, ở bên tay phải nè. À, rồi chúng ta lại trở về quận Sông Ngư hay gì đó. Không, quận này không phải Sông Ngư, quận này Xử Nữ, đúng rồi, quận này là Xử Nữ. Rồi bây giờ chúng ta qua cái bệnh viện, quanh về cái khu vực quận Market có cáp treo. Rồi hoàn thành một chuyến đi ha. Tiếp theo sẽ là chuyến đi thứ hai từ khu công nghiệp. Chúng ta sẽ bắt đầu ở cái ga khu công nghiệp. Chúng ta đang đi qua đoạn đường cao tốc, có một cái tháp nước lớn. Ái chà, uống lượng kìa. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Chúng ta đang tiến tới quận, mình nghĩ là quận Nhân Mã. Đúng rồi, chúng ta đang tiến tới quận Nhân Mã đấy. Xem nó quẹo ha, mượt ha, mướt mừng mượt. Quận Nhân Mã của chúng ta có hàng cây dừa. Và đi đâu nữa đây? Chắc qua quảng trường Thịnh Vượng quá. Không tiếng này mình sẽ đi tới quận Cự Giải. Cái đường đi ở khu vực này nó hơi cao ha. Cái chỗ này nãy mình nhớ mình làm rồi mà ta. Nó hơi cao chỗ đó. Cái khu vực này mình chưa thêm cây dừa. Xíu nào mình sẽ thêm cây dừa ở khu vực này. Còn tàu lăn bánh rơi bến. Đấy, xây tuyến metro rồi đấy. Thì các bạn có ý kiến đóng góp gì cho mình thì các bạn có thể comment ha, để mình sẽ xem xét rồi xây theo yêu cầu. Xa các bạn thấy không, có cái điện gió nè, ở trên này có cái vọng cảnh nhìn xuống nè. Sao mà nó xoay dưới ta. Bắt đầu đi qua cầu đây. Cái đoạn này nó cua dữ ha. Đó, đi qua cầu. Tới đoạn này nó mượt lại. Chúng ta đi qua cái khu vực quận Cự Giải với những tòa nhà cao tầng theo kiểu Hàn Quốc. Quá trời tòa nhà cao tầng rồi. Thì quận Cự Giải mình làm 2 bến. Đây là khu vực công viên. Rồi, kết thúc ha. Để mình trồng cây dừa xung quanh đây đã. Rồi, bây giờ khu vực này á, mình sẽ cho nó lên là khu dân cư luôn, chứ mình không có để nè. Mình sẽ xóa cái phòng khám ở đây. Mình sẽ xây một cái bệnh viện lớn luôn. Đây. Wow, cái bệnh viện này. Chà, tính ra bệnh viện này lớn quá ta. Cái này là cái gì đây? Cái trường học đúng không? Cái trường học chắc dời qua đây quá. Để mình cho cái khu dân cư vào đây cái. Rồi. Để mình xem coi. Cái chỗ này chắc này cứu quả. Cứu quả. Tính ra tôi để cái gì sao kỹ ta, tính ra tôi để cái nhà cứu quả ở đây mình. Mà tụi nó đang ngòm, không hiểu. Rồi xây cái bệnh viện. Y tế, bệnh viện. Còn lại là sẽ thêm nhà dân cho nó. Với lại mình sẽ đổi cái đường ở đây sẽ thành cái đường trồng cây. Riêng khu vực này sẽ ưu ái cho nó cái đường trồng cây. Đây nữa. Thì khu vực này mình sẽ không trồng cây dừa nha. Mình sẽ trồng cái cây khác, không phải là cây dừa. Chỉ riêng khu vực này thôi. Cây bông gòn. Đây, mình sẽ trồng cây bông gòn. Tại sao mình lại trồng cây bông gòn? Tại vì á, các bạn để ý nè. Cái chiều cao của nó vừa khít với tòa nhà luôn. Và cái cây này á, nó không có lấn vô cái tòa nhà nhiều quá. Đấy, các bạn nhìn nè. Nó vô tới đây thì chấp nhận được đúng không? Cái tán lá của cây á, nó vô cái khu vực này là chấp nhận được. Và cái chiều cao của cây á, nó vừa bằng với chiều cao của tòa nhà luôn. Cho nên nhìn rất là đẹp. Đây. Mọi người thử đi bộ dưới đây à. Thấy không? Đẹp không? Thay vì là con đường khô khan ở đây, thì bây giờ mình đã có thêm một cái cây khu vực này. Thì mình chỉ thêm cây ở cái trước mặt tiền của nhà thôi. Còn hai bên hông á, thì mình không có thêm. Để cho nó đỡ, nhìn nó đỡ rối á. Rồi, bây giờ sẽ bao phủ tiếp. Trồng thêm cây, khu vực này. Khu vực này cũng thay đổi luôn nha. Thành cái cây ấy luôn. Ủa sao ở đây là nhà ấy ta? Để mình xem lại chỗ này cái. Có gì đó sai sai chỗ đó rồi. Mình sẽ sửa lại chỗ này. À, với lại có một cái vấn đề nữa. Đó là mình sẽ sửa cái đường đi bộ thành đường này. Tại sao mình lại sửa? Thì xíu nữa mình sẽ cho các bạn coi. Đây nè. Và mình sẽ đổi cây luôn. Mình sẽ đổi cây màu vàng để mình sửa rồi. Mình sẽ đổi cái cây ở giữa hai hàng cây này thành cái cây khác. Cây nhỏ thôi. Cây hoa này hoa gì đây? Đỗ Quyên, Thái Dương. À, mình sẽ đổi thành cây hoa Đỗ Quyên, Thái Dương. đường này cũng vậy. Rồi, các bạn nhìn thử ha. Tại sao mình lại đổi thành màu đỏ? Là cái đường này nó vừa kiểu như nó hơi trùng hợp với cái gạch của tòa nhà này nè. Đấy, nhìn đẹp hơn hẳn không? Nó khang trang hơn, nó đẹp hơn. Nó có mấy cái viền trắng, nó trùng hợp với cái ô cửa sổ. Khá là thích ha. Đây, mọi người nhìn thử coi. Nhìn nó có một cái gọi là cái đồng bộ á. Đó, mọi người nhìn đi. À, ra tới đây thì cái khu vực đi bộ sẽ khác ha. Mỗi cái khu mà mỗi khác. Rồi để mình làm lại cái khu vực này. Mình sao lại để cái nhà này ta? Có gì sai sai không? Giờ mình thử đi bộ dưới đây ha. À, wow, đúng là khu gọi là khu này gọi là khu gì ta? Brooklyn đúng không? Phong cách Mỹ. Đấy, chúng ta đang đi bộ đấy. Còn ở đây mình không có trồng để cho nhìn nó thoáng hơn. Chứ trồng nhiều quá nhìn nó bí lắm. Sao tòa nhà đây không xây đây? Di dời đi. Chắc là do nhu cầu dân cư quá, nó chưa có cao. Chắc cái hotel. Thì cái mấy cái hotel này á, thì mình có thể có một cái mẹo để giúp cho nó lời maximum luôn. Nhưng mà mình sẽ không để tập này. Rồi, vậy là xong cái tuyến metro ha. Tiếp theo là mình sẽ chỉnh trang lại cái khu vực này cho nó ok một xíu. Thì mình nhận ra một điều á, là mình xây cái đường đi bộ á, nó không có ai đi hết trơn á. Cho nên là bây giờ mình sẽ sửa lại. Để đường đi bộ mà không ai đi, thế mới đau lòng chứ. Với lại nhà máy á, thì mọi người nên xây theo kiểu ô vuông á, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Chứ đừng có xây uốn lượn như mình. Thì nói chung tùy gu mỗi người. Mọi người thích xây sao thì xây thôi. Mình không biết là cái khu vực này á, trồng cây có được không nữa. Mình nghĩ là sẽ ô nhiễm á. À, ta sẽ làm lại đường ống nước ha. Rồi bây giờ để mà xây được cái khu vực này á, mình sẽ phải cho nó lên cấp độ 3 sao đã. Chứ bây giờ cấp độ của nó mới cấp độ 1 à. Tại mình vừa xóa nhà chính á, cho nên là chúng ta phải đợi ha. Đợi cho nó lên 5 sao luôn chứ 3 sao gì. Khu vực này từ từ nó sẽ hết. Vậy đây, thành phố rất lớn. Mở nhà máy điện mặt trời, trung tâm xử lý chất thải, xe buýt liên tỉnh, cái bắt đồng. Rồi mình sẽ sửa lại quận chút. Thì chỗ này á, mình sẽ cho quận sự nữ vô đây luôn. Rồi sau này quận Market mình sẽ mở rộng dài ra tới ngoài luôn, sẽ thành một cái quận bự luôn. Còn cái quận Thiên Bình này á, tôi thấy nó nhỏ quá à. Tôi tính để cho quận Sông Ngư nó lên tới đây luôn nè. Là mình sẽ xóa sổ quận Thiên Bình luôn. Sau này mình sẽ thành lập cái quận Thiên Bình ở khu vực này ha. Ok. Đó, mình sẽ thành cái quận Sông Ngư lớn luôn. Rồi quận Thiên Bình mà mình sau này sẽ để dưới đây. Hiện tại xóa này một quận tại nhỏ quá, cái diện tích nó quá nhỏ luôn. Quận Bạch Dương mình sẽ mở rộng ra tới khu vực này. Quận Sư Nữ mình sẽ mở rộng lên tới ngoài này luôn. Rồi vậy là mình cơ bản mình sẽ sửa lại một chút xíu ha. Quận Sư Nữ được mở rộng lên trên, quận Bạch Dương được mở rộng thêm một phần cái khu nghĩa trang nữa. Quận Sông Ngư sát nhập với Thiên Bình thì tạm thời sẽ mất quận Thiên Bình. Còn quận Sông Tử thì vẫn giữ y nguyên. Quận Nhân Mã thì chúng ta sẽ mở rộng thêm. Sau này cái quận Sông Tử á, mình sẽ mở rộng dài tới ngoài này luôn nè. Tới đây thôi, tới cái khu vực này thôi, khu vực đường sắt nè. Rồi được. Rồi bây giờ mình sẽ cho thời gian nó chạy đó, để ráng lên cấp độ. Lên cấp độ nó mở khóa rồi bắt đầu mình mới làm được. Rồi thì bây giờ cái khu khai khoáng của mình đã cấp 5 rồi, thì mình có thể unlock được rồi. Nhưng mà các bạn nhìn nè, sau một hồi mình để thời gian chạy á, thì đang bị vấn đề về rác thải. Thì mình cảm thấy cái khu vực này á, mình sẽ cho cái đường ray nó đi âm xuống. Nó bị kẹt cái khu vực này, chứ không là cái rác thải, cái mấy cái xe rác nè, nó sẽ bị kẹt xe đây nè. Quá trời xe rác luôn, các bạn nhìn thấy không? Xe rác nè, xe rác nè, nó sẽ bị kẹt xe. Nên để giải quyết cái vấn đề này, mình sẽ cho cái đường ray âm xuống. Rồi, thì đường ray nó sẽ thông thoáng hơn. Ủa, cái chỗ đường này chứ, giao lộ nó sẽ thông thoáng hơn. Mình đang muốn nâng cấp cái đường này lên 6 làn, hồi nãy mình quên. Mình xây có 4 làn, giờ nâng cấp hơi khó đúng không? Để mình sửa luôn. Rồi đó, đảm bảo giao thông là sẽ không bị kẹt chỗ này nữa. 86%. Ổn mà đó. Rồi xíu nữa nó sẽ đi lụm rác. Tại vì rác thải của mình nó hiện tại xử lý là tới 380 lần. Nó lớn hơn so với số lượng rác sinh ra. Kho sức chứa của bãi mình cũng vậy. Thì trong thời gian chờ đợi á, mình có xây quy hoạch lại cái khu này. Đây, khu này sẽ là cái khu xử lý nước thải. Còn cái khu vực này là mấy cái hồ chứa nước. Còn cái khu vực này là dịch vụ xử lý nước thải. Thì cái nhà máy xử lý á, hiện tại mình nó đang gọi là nó đủ dùng mà, cho nên mình xây lên trước thôi, rồi mình tắt. Mình không có mở mấy nhà máy này. Đó. Còn cái điện năng lượng mặt trời mình xây thành cái tháp này, cái công suất nó lớn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ quy hoạch cái khu này ha. Quy hoạch cho nó hoàn chỉnh luôn, để cho xong tập này luôn. Let's go. Chà, bây giờ mình đã xây xong cái khu vực gọi là khai thác mỏ. Thì mình làm 2 tầng. Đây là cái đường vô. Ở phía ngoài này đường hầm á, thì mình sẽ để vẫn là đường công nghiệp. Nhưng mà khi mà vô cái khu khai thác trung tâm á, thì mình bắt đầu mình để là đường đất thôi, để cho tạo hình nó giống ha. Để đường đất. Đó. Thì các bạn nhìn nào, mục đích của mình là gì? Nó sẽ phải đi đường vòng một quãng đường rất là dài, bắt đầu nó mới đi vô vòng thứ 2, rồi xong tới đây mới đi vô vòng thứ 3. Và tới khu vực này cũng vậy, thì nhìn nó sẽ thật hơn. Cái thứ hai á là mình sử dụng cái đường đi bộ để làm cái đề can ở chỗ này. Đây, đường đi bộ để làm cái đề can ở chỗ này. Đường đi bộ. Yeah. Rồi còn cái khúc này á, mình sẽ xây đá thêm xung quanh, là coi như là mình sẽ hoàn tất cái khu mỏ của mình. Ngoài ra mình sẽ thay thêm một số cái nhà luyện kim loại công suất lớn đó, mình chưa có xây. Mình sẽ xây cái khu vực này cho nó hết luôn, là coi như cái khu khai khoáng mỏ của mình á là hoàn thành rồi. Rồi với cái nữa là nãy mình có dời cái nhà này ra đây để cho nó tiện hơn, chứ để khu vực này á thì cái đường nội bộ nó đi nó không có tiện lắm. Rồi bây giờ mình sẽ xây tiếp ha, xây tiếp cái khu vực này cho nó kín luôn. Rồi khi nào mà khu công nghiệp mình gọi là cái nhu cầu nó tăng cao, mình sẽ cho nhà dân thêm lấp đầy chỗ này luôn. Mình nhận ra một điều á, đó là mấy cái cây này chắc trồng nó không có sống được, nó bị ô nhiễm cho nên sống không được. Mình sẽ cái nhu cầu nhà máy đang tăng cao kìa, mình sẽ lấp đầy cái khu vực nhà máy luôn. Tại sao có mấy ô không làm được ha. Rồi thiếu điện à, ok thiếu điện. Chỉ cần để một cái nhà. Rồi mình sẽ để cái nhà chính qua chỗ đó. Tại sao mình để cái nhà chính đây? Thì khi mà có cái nhà chính ở đây á, nhìn nó sẽ bao quát xuống cái khu này. Hợp lý không? Cái nhà chính này sẽ có bao quát cái khu này. Quá hợp lý luôn. Còn cái đường này mình sẽ mở rộng qua đây, với lại xây thêm cái mỏ ở đây nữa. Cái chỗ này nè, thì nếu mà các bạn nào thấy xấu á thì các bạn làm giống mình nè, các bạn trồng cái cây sồi đây để che đó, nó sẽ mất cái bến này, nó không có dư cái cục xấu xí ha. Đây nè, cái này nè, nó không có dư ra xấu xí gì, nhưng mà tại đây là khu công nghiệp cho nên là trồng cây không có được, cho nên là cứ kệ cái khu vực này thì kệ nó, cứ để gì đi không sao đâu. Rồi bây giờ thành phố mình chỉ còn cái vụ rác thải thôi. Giờ mình sẽ cho thời gian nó chạy nhanh để bắt đầu nó xử lý khu rác thải. Còn cái khu công nghiệp này coi như là bây giờ mình đã làm hoàn chỉnh luôn rồi đó. Các bạn nhìn thấy như thế nào? Ổn không? Đấy, các bạn nhìn thấy dòng xe nè, bắt buộc nó phải đi ra ngay chỗ này. Đấy, mình cố tình làm mà. Còn cái chuyện rác thải thì không sao đâu, nó sẽ nhanh thôi. Rác thải đúng không? Rác thải mình công sức mình tới 300 mấy lần. Mình không biết mấy thằng AI này nó có thông minh không mà sao thấy nó hơi ngu làm sao á. Đây nè, cái cơ sở chuyển chào chất chải kế bên luôn mà nó không lụm rác nữa, mình cũng không hiểu luôn. Hay là ít xe rác quá ta. Mình có xây đây thêm một cơ sở nữa nè. Với lại khu vực này một cơ sở nữa. Rồi mình mới mở rộng thêm một cái khu nhân mã ở chỗ này nữa ha. Mới mở rộng thêm. Để chi? Để mình bổ sung cái lực lượng công nhân vô cái máy này nè. Các bạn thấy đây tới 80 công nhân lận. Phải bổ sung lực lượng vô chứ không nó sẽ bị bỏ hoang á. À, trời ơi, rác thải nhiều quá. Thu rơm rác đi. Để mình xử lý cái vụ rác thải này cái. Tại hồi nãy mình xóa bớt mấy nhà này nè, cho nên nó mới thành ra như vậy. Mấy nhà này thì nó có xe thu gom rác. Mấy cái trung tâm tái chế nè. Rồi đó, xây thêm 3 nhà này nữa là sẽ xử lý xong mấy vấn đề đó. Xe tải sử dụng 28/30. Khá là ổn. Các bạn nào mà muốn mấy cái kho đẹp á thì mình để sử dụng cân bằng ha. Thì nó sẽ đẹp cái kho nó sẽ đầy hơn. Còn nếu để trống tức nghĩa là xuất khẩu á thì nhìn nó không có đẹp mắt lắm. Vậy thôi. Khu vực nhà máy nó đang có nhu cầu tiếp, mình sẽ xây thêm cho nó lấp đầy đi. Rồi thêm một cái nữa là thí dụ về chính sách, các bạn nhấp vô đây nè, các bạn nhấp 3 cái này cho mình thì tự nhiên tiền nó sẽ tăng lên. Cái tiền này nè, bạn thấy không nè, nhìn nó tăng nè, tự nhiên nó sẽ tăng lên ha. Gọi là mình kích thích á, gọi là mấy cái chính sách gọi là kích thích kinh tế đó. Các bạn nhìn nè, tăng lên 40 mấy ngàn luôn nè. Ồ, chỗ này không có mỏ à, sao kỳ vậy, vô lý nha. Một mỏ ở đây luôn mà. Chà, để tôi coi coi, lợi nhuận 9 ngàn. Rồi. Rồi, cơ bản rác thải được hoàn thành rồi đó. Cái chỗ này giờ tôi không biết sao luôn á. Xây thì nó đẹp thật, nhưng mà nó bị cái vấn đề về người chết với lại rác. Có ông nào có đưa ra giải pháp giúp tôi không? Nó đâu có cái máy bay nào hút rác với lại máy bay nào hút xác đâu. Cho nên đúng là nan giải thật á. À, nếu mà tắt đi chế độ này thì đẹp ha, mở ra thì ối về ơi. Rồi với lại bản cập nhật cuối á, nó có thêm mấy cái này nè mọi người, để truy tìm kho báu nè, với lại cái đồng hồ đếm ngược cái ngày mà CTKL 2 ra mắt nè, cái đồng hồ đếm ngược đây. 125 này là 125 tiếng hả ta, hay là 125 ngày. À, có thể là 125 ngày nữa. Bên đây thiếu nước. Giờ tôi chưa biết cái đồng hồ đếm ngược này bỏ đâu. À, xây tạm ha, xây tạm khu vực này đi, xây tạm thôi. Rồi khi các bạn xây cái đó xong, các bạn sẽ xây tiếp cái này. Thì cái này là gì? Cái này là một cái quảng trường. Thì nó sẽ có một cái bí mật, đó là cái QR code. Đây, mình sẽ xây đây đi. Thì cái QR code này á, các bạn chỉ có thể nhìn được ban đêm thôi. Các bạn bật ngày đêm lên. Rồi. Đó. Vậy là mình phải xây cái trung tâm tái chế rác thải mới được, thì nó mới hết, chứ nãy mình xóa đi mình cũng sai á. Mình phải xây thêm cái trung tâm tái chế rác nữa. Hiện tại khá là ok ha. Các bạn nhìn dòng xe đi nè, quá trời. Không đủ người mua để sản xuất à. Không sao, không sao. Nhu cầu nhà máy vẫn lên đúng không? Để mình lắp đầy khu vực này luôn. Rồi, ăn đêm rồi. Đây, các bạn, nó sẽ hiện cái mã QR code ha. Bây giờ mình sẽ bật cái iPhone của mình lên ha. Rồi mình quét cái mã QR code này cho các bạn coi. Đây. Từ từ để mình rồi. Các bạn mở cái điện thoại của mình lên, các bạn quét cái mã QR code, nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang web. Đó, các bạn đưa bạn đến trang web, các bạn nhấp vô chữ here này nè, để mình nó dịch sang tiếng Việt cho mình luôn nè. Đây, bạn đã đi xa đến mức này, tiếp theo là gì? Còn nhiều việc phải làm nữa. Shipper có một nhiệm vụ khác dành cho bạn, manh mối tìm kiếm tin nhắn ẩn để giải mã. Khi bạn có mã, bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sử dụng mã để đổi một món quà nhỏ. Rồi, các bạn truy cập vào cái này, các bạn nhấp vô. Đây, bạn đổi mã. Thì mật mã là ở đâu? Nó sẽ có hiện mật mã trên đây nè các bạn. Rồi mình không biết cái phần dịch bản dịch nó có không luôn. Nó sẽ hiện một cái mật mã trên này nè. Các bạn đi giải mã. Thì mã nó cũng không có khó lắm. Mà mình sao mình để ý, mình để cái bản dịch nó không thấy. Thì cái này mình không biết. Đó. Hoặc là các bạn lên YouTube của mấy trang nước ngoài á, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn. Nhập mã vô. Ồ, các bạn thấy không? 125 ngày nữa ra City Kailai 2. Bản limited 1 triệu 4 hay gì á. Còn bản bay thì 800k. À, khá là khốn. Lần đầu tiên mình để mình chỉnh. Đây là lần đầu tiên cái thành phố của mình vào ban đêm đúng không? Hình như mình chưa bao giờ mình chỉnh ban đêm hả? Các bạn thấy đẹp không? Thành phố bắt đầu mở rộng rồi đó. Chưa đâu, chưa đâu. Wow. Gì đây? À, chỗ này nó để mấy cái đèn light lên nè. Nhìn sáng ha. Khu vực này nữa nè. Khu vực này nó để mấy cái cũng kiểu đèn light nè. Đây, thành phố của chúng ta đây. Thành phố về đêm. Ngắm nhìn một xíu ha. Cô này là khu công viên quận Sự Nữ. Khu này khu nhà hát đây, các bạn nhìn nè. Wow. Ở ban ngày á thì nhìn rất là xấu, nhưng mà khi về đêm á, các bạn đứng đây các bạn ngắm cảnh nè, chiêu không? Bởi vì mình nói xây cái khu vực này là cái công trình đặc trưng, nhìn qua đây là đúng luôn. Đó. Các bạn thấy bây giờ mình thấy mình làm đúng đắn không? Ở cái bờ kè nè. Ví dụ các bạn ở đây ha, bờ kè các bạn ngắm cảnh qua, các bạn thấy bắn pháo hoa rồi nhìn qua sở thú. Đẹp không? Quá đã luôn. Rồi, còn cái khu vực này cắm trại nè các bạn nhìn nè. Quá phê luôn. Nhìn thơ mộng không? Đó, người dân đi vô đây cắm trại nè. Nè, nó tương tác nè. Cắm trại nè. Quá đẹp luôn. Đó. Này là cái tàn tích cổ. Phê thật chứ. Bên đây nữa. Bên này đứng ở đây nhìn ngắm qua đây nè. Quá phê. Đây. Thì mình sẽ có một cái tuyến metro sẽ đi, nhưng mà lần này là sẽ đi ban đêm ha. À, tuyến metro của chúng ta đây. Rồi, thì mình nghĩ là sẽ kết thúc tập này tại đây. Rất cảm ơn tất cả bạn theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.